núi Mèo Cào là một trong những ngọn núi đẹp và độc đáo nhất trong quần thể núi đá vôi bao quanh đầm Vân Long. Núi có vách dựng đứng, độ cao khoảng 150 đến 200 mét. Từ trên đỉnh núi xuống tận dưới chân có những vết xước trên đá như những vết cào của mèo. Đó cũng là lý do vì sao người dân ở đây gọi đó là vách Mèo Cào. Trên vách núi hiện vẫn còn lưu lại những vết tích cổ xưa, đặc biệt là bức họa được vẽ ẩn chỉ xuất hiện khi có sự tác động của nước. Cái nét vẽ trên này là bằng một cái chất thổ hoàng. Đấy, giữa cây trộn với đất sét có thể cách chúng ta hàng mấy nghìn năm. Thế còn cái theo các nhà khoa học đánh giá thì có thể là thời Lê Long Đĩnh hoặc là thời Trưng Trắc Trưng Nhị. Sau khi té nước, có thể nhìn thấy rất rõ ba hình chính của bức họa. Bức vẽ lớn nhất, một tay cầm tích trượng, một tay cầm đao, hai chân đạp lên hai người. Hai hình còn lại vẽ một ngai vàng và người ngồi trên ngai với vẻ uy quyền hiện rõ. Ngoài ra, còn nhiều hình khác, tuy nhiên, nét vẽ bị mờ đi theo thời gian và không nhìn rõ. Sau khi hình được hiện lên bởi sự tác động của nước, sau 40 phút, bức họa này lại ẩn vào bên trong và mờ đi. Rồi, xa đi. Thật sự rất đặc biệt. Cho đến nay thì bức họa này vẫn còn ẩn chứa rất nhiều những điều bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được một cách chính xác. Thì trong tương lai, Kim Anh hy vọng rằng là họ sẽ sớm có câu trả lời cho chúng ta. Bên cạnh đó, tại vách Mèo Cào còn có nhiều vết tích của biển tiến, biển lùi và của xã hội người cổ xưa sinh sống qua những di tích hóa thạch của những con ốc, con sò, con trai. Đây là một trong những di sản văn hóa thiên nhiên kỳ thú, góp phần đẩy mạnh du lịch của vùng đất Gia Viễn và tỉnh Ninh Bình. Đối với huyện Gia Viễn, thì có thể nói là ngoài cái du lịch sinh thái thì cái du lịch tâm linh cũng được rất là chú trọng, bởi vì đây là đất sinh vương và sinh thánh. Để cho du khách hiểu hơn về đất và con người Gia Viễn, đặc biệt là các cái lễ hội tâm linh của huyện Gia Viễn, thì Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn cũng đã chỉ đạo với cho phòng văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch, và là hàng năm mà đã có những cái lớp tập huấn về ngoại ngữ và tập huấn vào trong cái công tác là tiếp đón khách về với Gia Viễn, về với Ninh Bình trong các cái mùa lễ hội. Hàng năm, ước tính Gia Viễn thu hút hơn 50.000 khách du lịch, trong đó chủ yếu là du khách đến từ Pháp, Hàn Quốc và Nhật Bản.